Chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người đến với sản phẩm Smart Home. Thì hôm nay sản phẩm Smart Home xin giới thiệu với anh em về cái bộ học lệnh giới F315 loại 220V và loại 12V và hướng dẫn mọi người về cách sao và mã hóa cái bộ tay RF này. Đây, ở đây mình đang có cái tay là một tay là tay học lệnh và một tay là tay dùng chip PT. Thì nhìn chung hai cái tay này nhìn nó không khác nhau gì cả, nó chỉ khác nhau về cái phần ruột thôi. Đây các bạn có nhìn xem này, đúng không ạ? Nhìn hai cái chẳng khác gì nhau cả. Đấy, nhấn nút thì nó cũng sáng à đấy. Nhưng cấu tạo ở bên trong thì nó hoàn toàn khác. Tiếp theo là cái bộ học lệnh RF315 loại một kênh. Đây, ở đây thì có hai loại, một loại 220 và một loại là 12. Thì mình sẽ tháo ra cho các bạn xem. Dạ. Đây. Dạ. Mình phân biệt như nào là 220 mà mình phân biệt như nào là 12V. Thì bên tay phải mình đang là cái bộ học lệnh một kênh loại RF315 một kênh. Và bên tay trái mình là đây là loại 220V. Thì 220V thì thường nhà sản xuất sẽ dùng sử dụng cái phương pháp là hạ áp bằng tụ, tức là sử dụng 220 hạ áp qua con tụ Mica này. Đấy. Thì qua đi bút cầu với lại chớ thì nó sẽ xuống giảm điện áp xuống. Còn bộ này thì là 12V thì nhà sản xuất đấy, hàm một con diode xuống ngược vào đây rồi. Đấy. Thì từ 220V mình chuyển xuống 12 nó cũng đơn giản thôi. Một là các bạn bóc con tụ này và con chớ dưới đây, sau đấy là thay con relay này thì 12V, bởi vì relay này đang dùng 24V thì các bạn có thể thay thành 12V. Còn cái bộ này thì nhà cung cấp người ta đã nối cái con relay này là 12V luôn rồi. Ok, thì đấy là hai cái khác nhau về loại 220V và loại 12V. Thì ở đây thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn về cái cách học lệnh nữa. Ở đây thì bây giờ mình đã nối cái bốn cái bộ học lệnh đây và đấu nối tải rồi cho các bạn rồi. Cái bộ này là như này. Ở đây thì mình sẽ học lệnh cho nó từng cái một, thì từng kênh một là từng relay. Thì bây giờ mình sẽ cấp nguồn này. Mình sẽ cấp nguồn 12V cho bộ học lệnh này. Ở đây thì mình đã học lệnh trước rồi nhé, nên là khi cấp nguồn vào thì nó có thể điều khiển được ngay 4 kênh, tương ứng với 4 nhất. Thì cái tem này nó cũng ký hiệu cho các bạn là cái tay này là dùng chip PT này ở trong. Và con này là tay sử dụng này thì lát mình sẽ tháo cho các bạn xem. Thì mình phải nhấn cái sử dụng chip PT cho các bạn xem nhé. À, khi mình nhấn phím A này thì tải A sáng này, phím B này, phím C này, phím D này. Thì bây giờ làm sao để học được lệnh cái thẻ mà cái tay mà đã học được rồi. Đấy. Thì bây giờ nó đã không nhấn được đúng không ạ? Đấy. Mà tay này vẫn nhấn bình thường này. Bây giờ mình sẽ sao nhá. Tay này tay học lệnh này. Bây giờ mình sẽ xóa, đầu tiên là nhấn hai nút cho đèn nháy nhanh. Đấy, đèn nhanh ba cái thì nó lại xóa, mình tháo tay ra. Cho đến mình nhấn phím A bên này và mình nhấn giữ đến khi đèn nháy nhanh ba cái đấy thì đã học lệnh thành công rồi. Đấy, phím A được này. B này, phím C này. Phím C nhé. Phím D được rồi đấy. Phím C này. Đấy. A, B, C, D. Đấy. Được chưa? A, B, C, D này. A, B, C, D. Đấy. Hai tay phát nhìn rất là giống nhau nhưng mà chức năng nó lại khác nhau. Thì bây giờ mình sẽ tháo ra
cho các bạn xem về cái phần cứng ở bên trong. Đây, chỉ có một con ốc thôi. Đấy, các bạn có nhìn thấy nó khác nhau chưa? Đây, đây là phần khác nhau của hai cái sản phẩm này. Một cái thì sử dụng chip PT. Đây, chip PT đây. PT này thì thường trên thị trường nó có PT2260, PT2262 và PT2264 nhé. Con này đang sử dụng 64 này. Con này thì nó sử dụng rất là hay, mình dùng một con vít giải mã tín hiệu RF315 phát ra tần số. Đây. Nhà cung cấp thì dùng con vít 12F629. Đây. Mặt sau này. Rất là khác nhau. Sản phẩm đều sử dụng pin 12V 23A, đều có anten. Cái này thì xuyên vật cản thì nó chỉ được khoảng tầm 20-30m. Nếu như các bạn sử dụng làm một số cái bộ tìm xe trong hầm thì được khoảng tầm 20-30m. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách mã hóa cái bộ học lệnh này. Thì để tránh trường hợp mà trùng các cái tay phát mà sử dụng chip BT giống nhau. Đấy, thì thường bình thường thì khi nhà cung cấp bán thì nhà cung cấp chưa mã hóa, thì các bạn nhìn thấy cái mã hóa ở phần chân của con chip này, nó có hai cái, một là L và một cái là H, thì một cái là low, một cái là high, tức là mình mã hóa cái chân này về mức cao và mức thấp. Đấy, thì cái này mã hóa thì khi các bạn mã hóa thì các bạn chọn một là cao, hai là thấp, chứ không chọn cả cao cả thấp, như thế thì nó sẽ chập nguồn. Thì sử dụng, khi mà sử dụng thì các bạn chỉ cần hàn một là trên cao, hai trên thấp. Đối với cái tay này mà sử dụng với module thu RF315 loại T4, M4 hoặc L4 thì các bạn mã hóa nó phải giống như nhau, tức là hai cái module thu và module phát. Đấy, các cái bếp thiếc này các bạn thể bếp thiếc vào thì giống nhau. Thì đấy làm gì để tránh trường hợp là nó sẽ không thu được với nhau, phải giống như nhau thì nó mới bắt được. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn về cái cách học lệnh nhé. Học lệnh cho từng mô đun thu tay này, 14 thiết bị điều khiển trong nhà. Ví dụ các bạn lắp một cái đèn ở nhà vệ sinh, một cái đèn hè, cái quạt hoặc là một cái bóng đèn ở đâu đấy, thì đây chúng ta có thể sử dụng cái này. Bây giờ mình sẽ học lại nhé. Các bạn để ý trạng thái đèn led này. Trước khi vào học thì mình sẽ báo luôn là các bạn là cái mô đun thu học lệnh RF này 315 này thì nó học được ở 3 chế độ. Chế độ 1 là chế độ đề, tức là chế độ khi mà nhấn chữ A đèn sáng và thả ra để đèn tắt. Chế độ B là chế độ 2, chế độ điều khiển thiết bị bằng một nút, tức là bật nút và tắt một nút, tức là khi mình nhấn nút A thì đèn sáng, còn nhấn một lần nữa thì đèn tắt. Và chế độ 3 là chế độ nhấn nút A và tắt nút B, tức là khi mình nhấn nút A thì đèn sáng và nhấn nút A tiếp thì không có tác dụng, và nhấn nút B thì đèn tắt. Thì đối với trường hợp đấy thì mình chỉ sử dụng được cái bộ này với bộ hai kênh thôi, bởi vì mình tay này chỉ có 4 phím thôi. Ở đây thì mình sẽ sử dụng cái chức năng thứ hai, tức là cái chế độ thứ hai, chế độ on off bằng một phím, nhấn phím A thì bật, nhấn nút B là tắt. Bây giờ mình sẽ học lệnh cho các bạn xem này. Cái chế độ 1 này, nhấn giữ nút cho đến khi đèn nháy đó là xóa, để nháy xanh một tiếng. Thì chế độ 1, chế độ đề, nháy hai cái, chế độ 2, chế độ nhấn bật tắt một nút, giật tay thả tay ra và nhấn một cái nữa, giữ cho đến khi đèn nháy đỏ thì nhấn ma. Đây, vậy là mình đã học xong. Chế tay 2 cũng thế, nhấn cho đèn đỏ sáng, đèn xanh sáng là đã xóa. Sau đấy đèn xanh nháy một lần vào chế độ 1, đèn xanh nháy lần 2, chế độ 2 thả ra. Tiếp theo nhấn một lần nữa đèn đỏ sáng và nhấn B. Đấy, đây cái dây nguồn nó bị buột. Mình nối lại cái dây nguồn nó sáng.
đấy, B đúng không ạ? Tiếp theo con C thì cũng thế, chúng ta làm lần lượt như vậy. Đèn đỏ nháy. Đấy, chế độ 2. Nhấn vào nữa, đèn đỏ sáng. Nhấn C. Đấy. Tiếp theo, nhấn D. Đèn đỏ. Chế độ 1. Chế độ 2. Nhấn một cái nữa. Đấy, nhấn D. Ok. Đây là mình đã học xong 4 cái nút này. A này, B này, C này, D này. Đồng thời cái tay phát khi nãy sử dụng chip con bích, đó, con bích này. Thì cũng có thể sử dụng được bởi vì khi nãy mình đã học lệnh này. Đấy. Đấy. Rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.